Ok, mới đi bãi về các bạn. Bữa nay được chỉ được 4 món. 1 2 3 4. Ok, thì trong đó hai món là lấy cho khách nha. Một món này là với món này là lấy cho khách nè. Cái này thì mình lấy cho cái motor của anh Dũng nha. Thành thật kiếm cái này là một từ sáng cho tới khoảng bươi trong cái đống đó các bạn, tại vì cái này nhỏ nhỏ nó nằm ở dưới. Bươi lên nha, cuối cùng cũng có ha. Cảm ơn anh đợi nha. Nay sẽ gửi hàng. Còn bộ này là bộ ngon thứ hai, bộ này 3 ti nha. Hôm qua bộ 2 ti thì có hai khách lấy à. Nhưng mà do không đủ cho nên mình sẽ giao một cái bộ 3 ti cho một khách. Thì nó giá cao hơn xíu nhưng mà bù lại thì để chờ một ti. Ví dụ khi có xài thì mình xài thêm. Ti bên cái bộ này giống như trang bộ hôm qua. Ti các bạn thấy mức mượt ha, dầu còn. Ra và vào đều ok hết. Bạn thấy cái lồng ti sáng giới. Còn cái lồng mà nó bị rỉ sét thì không lấy nha. Lò xo các kiểu còn rất là ngon. Nói chung hàng Nhật thì bao xài. Cùng hãng với cái hôm qua, Nishina, Kyogo. Cái loại này thì rất là bền. Không biết bao nhiêu cc. Còn cái động cơ 300W, 48V. Cái này bên bãi đang có số lượng nhưng mình lấy một cái về mẫu, là mẫu á. Bữa nay vệ sinh test quay lên kênh nha. Cái này có số lượng á. 300W. Hôm nay khách hỏi quá trời hỏi. Trước mắt lấy một cái về là test mẫu trước nha. Hàng của Nippon, Nippon Japan. Và một cái mâm. Cái mâm này thì đang chào giá rẻ cho anh khách hôm qua lấy hai cái. Anh này anh thợ các bạn. Qua lấy hai cái. Chuyển khoản đủ hết. Bây giờ mình sẽ bên Thủ Đức. Giờ chuẩn bị đặt ráp giao qua. Mình báo giá rẻ nha. Anh có lấy thì lấy, không lấy thì mình bán khách khác. Mâm này 2 tấc 4. Hôm qua thì một cái hình như 2 tấc rưỡi với một cái 1 tấc 9. Hàng hoàn cầu nha. Hàng hoàng này không phải là hàng Nhật nhưng mà nội địa Trung Quốc nha. Mấy cái máy cổ cổ ngày xưa á, xài rất là ngon, xài ngang hàng Nhật.